Hello, xin chào cả mọi người đến kênh Nhã Vlog. Mọi người, mình là Nhã, anh Phương, anh Danh. Thì ở đây là anh khách đặc biệt, anh đa muốn biết gì đa này rồi coi clip biết nha mọi người. Thì hôm nay anh này ở bên Nhật nha mọi người. Nhật mới về. Anh đa bên Nhật mới về. Mấy anh em ở đây hợp tác làm một cái màn tròn nha mọi người. Thì màn tròn mình nghĩ nó sẽ rất là vui đó, cho anh ba thứ kia nha mọi người. Hiện tại giờ có mấy anh em uống cà phê à. Nãy chúng đem cái bộ đồ Sephora vô luôn không? Thôi được rồi, mời anh Đa rồi. Bộ đồ đó về đây là tao tưởng cái ấy. Nói chung là anh em mình có một cái màn tròn, mọi người nãy giờ ngồi cà phê với bàn cái ra được cái màn tròn. Bàn được cái màn tròn, hồi mình bắt đầu màn tròn với anh kia nha. Mấy anh kia không ai biết mặt anh kia, nhưng mình cũng biết, mình cũng mới gặp. Anh Đa. Tiếng Việt là chim đa đa. Rồi bây giờ mọi người muốn biết màn tròn như thế nào phải không? Hồi để mình vô một cái quán ăn nào đó, mình nói là ảnh là fan của anh em mình. Xong rồi mình thực hiện màn tròn người xem nha. Ok. Ok mọi người, thì bây giờ mình đã về, mình rủ được tụi nó rồi đó. Tụi nó đang chạy về trước rồi mọi người. Đem lo kẹn rồi theo luôn, mình tại mình nói mình đi ăn. Ăn với anh fan. Ngồi quán trên cây. Ảnh vô ngoài chứ, ảnh trên phương với danh ngoài trước rồi. Ok, bây giờ anh em mình đi... Hai cha hả? Đúng rồi, chặn quán cậu Quận á. Rồi, đi tao dắt được rồi. Giờ anh em mình đi nha mọi người. Hello. Đi. Hello. Vô. Vô. Đúng rồi anh đó. Vô đi ba. Làm người ta ngại ba. Mày làm gì mày ngại? Mặt mày chai lì rồi ngại gì nữa. Anh em mới lại. Gửi đi. Đưa cái chè hẻ đi. Em mời anh. Chè hẻ đây gì? Cái này. Vô ngồi bên đó đi. Vô sớm rồi. Ngồi bên đó đi, Diệu. Diệu ở đây đi. Sao bị ốc vậy? Có khách, có khách, có khách, có khách. Đi tới đâu bị nhốn nháo tới đó. Thật sự đi. Cách mấy cái nghiệp dư vô lòi với chuyên nghiệp á. Ừ. Chết luôn nha. Em tên Toàn. Đó là xưa. Vô. Đó là xưa. Rồi, giới thiệu đây là anh Đa ở bên Nhật mới về. Thì giờ anh em cứ giao lưu bình thường. Anh cũng mến anh em mình. Vô. Đã chưa có bia gì hết trơn, vô. Tại đây, tại đây anh. Ok. Rồi, anh em giao lưu. Rồi. Giao lưu qua máy đi. Bình Nhật mới về. Em tên là anh tên Toàn. Anh ít nói, người Nhật ta vậy. Sống ở Nhật ta vậy. Khùng cái gì, nói chuyện bình thường thôi đâu. Ừ, không có nói nhỏ nhỏ nha, nói gì nói lớn. Nói gì nói lớn. Nói chung là vui vẻ đi. Đúng rồi. Rồi, xem nói chuyện. Bởi vì nãy giờ người ta bơ bơ cơ, có gì nói anh dịch, ok. Ừ. Nói nhẹ rồi dịch. Hả? Anh nói nhìn mặt mà kỳ vậy. Không vui vẻ hả? Mới học mấy ngày dịch luôn. Trời ơi, bình thường luôn, mấy anh em dịch được. Anh nói. Đúng rồi. Tao nói thẳng lắm. Tao nói thẳng à, thiệt. Rồi nói chung dẫn giao lưu với anh đi, ảnh là anh tên Đa. Ủa,
Nên nó bị mẹ đi. Ủa anh nói mẹ đi mẹ đi. Vô đây hết. Ủa học gà hai đứa học gym mà có đi học tiếng. Có học anh. Có học. Anh tưởng mà mình học hai thằng làm luôn chứ. Rồi vô đây. Đó là nói chung là chúng mình. Vô kia vô. Vô anh. Dạ. Thôi giỡn hoài. Thì sao nói chuyện ảnh được nè, em dịch được nhưng nó không được. Ý vậy? Nói chung là giờ ở đây bạn em tiếng Anh đi. Tiếng Anh sao biết được nữa tiếng Anh? Anh biết tiếng Anh luôn. Biết tiếng Anh không? Biết Anh nó tiếng Anh. Nói chơi với tao giới thiệu trước nè, ở đây anh Đa, anh Minh Nhật, fan của anh em về chơi. Nào giờ mấy đứa nghe danh anh Đa. Anh Đa. Đa Bình Nhật á. Em nghe bánh đa ăn với Đa Bình Nhật. Biết gì Đa không? Danh nói gì Đa danh. Họ tên nó quên rồi. Tokuda. Tên trùng tên bình thường. Bình Nhật cái tên tao giống giống gì đâu nè ơi. Ơi. Dẻo rồi, thằng dẻo, thằng dơ lắm chứ. Ủa, anh về từ khi nào anh? Mới tối anh rước mà xong 3 giờ luôn, sáng vừa về tới đây. Anh không chiều anh em ra uống cà phê. Nói không vừa mấy đứa chữ phái danh với nhã. Quê là quê là quê, chúng mình quê nhiều. Ơi, hai, hai. Ok. 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 Vô. Vô anh. Ơi. Vô. Đó, ngang hồi, ngang hồi, ngang hồi. Ngang hồi. Quê như lâu. Đúng rồi, mấy tài chó không? Dạ, không, alo. 30 phần mấy tài chứ không? Cái gì vậy anh? Bạn này không kỳ. Sao đâu kỳ, mày khủng. Mấy tài chứ mình. Được, bắt tao mấy lặng. Gì? Bắt tao mấy lặng, bắt tao. Trời, tao ơn món rồi. Cá lóc ảnh người ta phái nè, nó cũng đó, ngộ đó. Đang nói xà lơ, sao cô nói gì? Thằng tính anh, thằng tính lắm, thiệt. Anh em cứ giao lưu bình thường, mấy bạn ngồi em cứu quá. Mày có nói chuyện gì, tao có nghe mày nói chuyện đâu. Anh nói lại. Có chùa. Ano, nam này quả năn. À, cái lỗ mũi cái miệng của cái gần bạn này sao bự bằng nhau, lỗ mũi hơi bự bằng cái miệng, bự bằng cái miệng. Trời ơi, bên ta sống bên ta nói chuyện thoải mái lắm ba. Xuất thuộc vào đứa gì nè, nó gây dấu chấm rồi đó, mà bị ai mà xăm dấu chấm hay giữa dễ bị chết yểu lắm. Rồi đúng rồi, vậy là cái bé rồi không em biết rồi nè, không có khùng không nghe chứ, có cho là con chó về mặt em là thiệt, em dịch chữ đúng không ạ? Sao không đúng mà đông với em ảnh vậy không lẽ chữ thẳng không có anh Minh Nhật anh nói chuyện thoải mái lắm, anh sống bên mà nói chuyện thoải mái bình thường đi. Rồi bây giờ nè, bây giờ là anh Phương, anh Phương với Danh im lặng để cho ba anh em giao tiếp, tại sáng giờ mình cũng nói rồi, vừa nói vừa diễn tả là anh hiểu chưa? Trời ơi, bình thường đi ba, fan người giỡn ngoài trời. Fan người ta về, ta yêu thích mình. Đúng rồi, mày gái. Rồi mày nói chuyện đây, mày nói chuyện ảnh bình thường hả? Rồi. Sao anh không anh kỳ thị với mấy cái này dữ vậy nha? Không biết nữa nè. Nam ơi. Nha sa. Kono hito wa name no wa ano Phương san. Phương san. Kochi wa Yen san.
Danh sạp. Dạ anh hỏi tên đó mày ơi. Em tên Toàn. Toàn sạp. 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 Anh biết tên hết luôn chứ bộ. Anh biết tên mày ơi. Là anh cho sáng sạp luôn á. Nguyên cái này là đưa đầu luôn. Anh nói là bài phải anh hỏi sáng sành bài phải nói là xôm lại ôi sao anh ơi em hiểu riêu sành riêu rồi nói chuyện bình thường đi anh hiểu hết trơn hả riêu đúng rồi gọi nói đi ba sáng giờ tụi tao giao lưu rồi thôi em mời nha sành đúng rồi ờ rồi nha sành không trả lời đó nha sành không cỡ là thông thuận với mình thích ai đúng không sáng sàng đúng mấy à dưới sàng đúng mấy xúp lạc cự hoài anh em giỡn hoài anh ơi để nói chuyện đàng hoàng cự hoài giỡn hoài anh chưa giao tiếp mà anh cứ cự hoài để nói chuyện mà sao cứ giỡn hoài ăn đi anh ăn đi mời anh ăn anh đi đường xa đúng không gì vậy nói chuyện gì vậy người ta có biết gì đâu sen miền tây sen miền tây sen miền tây cái gì mà lại xàm vậy trời sen miền tây sen miền tây cồn cá lóc tôi có hiểu gì đâu nói cười gì sao mà diễn tả hiểu mà diễn tả hiểu không chút tôi cứ sai nè vậy cứ say vậy sao quá nghe nói cứ say anh nói muốn ối rồi anh nói khô thối á thôi tao biết được cái này được mày mày thối á lão mày ăn ngồi mai mày 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 thối á chê nó chưa thôi có mỏ kìa đi cứ sai thối mày mày thối mày thối anh mới học tiếng Nhật có mấy ngày thôi giỡn rồi anh ơi để nói chuyện anh ơi anh dịch tàu lao rồi anh ơi khô thôi anh thấy thôi sai sai nói gì vậy sai bum tiếng Nhật mới biết luôn món này dẻo hay chứ bộ sai bum tụi đây quá mango hỏi có măng không mango đầm gô á đầm gô á nói thằng này chịu đầm gô lắm không nó giỡn rồi chứ nãy giờ anh kêu tụi bay ăn đi bình thường không có gì hết trơn danh dịch tàu lao không à tàu lao ăn đi đàng hoàng đi mời anh đồ bình thường hả à, nói chuyện mày hỏi anh ơi sáng 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 sung làng anh hỏi sung làng là gì là sang sang gì đó là sang ly trần thai sung làng thôi vô đi thôi chơi giỡn hoài mời em ăn không uống cho mấy đứa không uống okay. Mấy đứa chỉ uống với mày thôi không có ưa tụi bay nhắn gì mấy anh nói thích thì uống không thích thì đi về nó thiệt chứ bộ nãy giờ tụi bay giỡn tao không có giỡn luôn ca vô vừa vợ nánh ấy được cậu không có cái món cá dầu không gì món cơm vô rồi cho cơm vô rồi cho cơm vô rồi cơm đúng rồi anh nói cơm anh biết cơm mà anh biết cơm hả cơm Việt Nam sao sạm như sao kêu như dẻo thất biểu gì nữa vậy nhấn cao không cơm Việt Nam bởi cảnh đi cơm chiên cơm chiên nãy giờ là người ta không có giỡn luôn á là máy bay nhưng mà nãy giờ em nãy giờ thấy là danh giỡn nè bây giờ để cho giao lưu bình thường cứ giỡn hoài nhưng mà để cho giao lưu với tụi nó mình đừng nói nữa anh im để người ta nói chuyện với người kia mà anh cứ xí xí miệng cho hoài ngộ quá trời mấy bay nói đi mấy bay nói chuyện ảnh đi cơm ừ ăn cơm đúng rồi à mời anh à mời anh gấp anh cứ hành
Ôi mua bị ngư. Mà anh ta không phải là cầm vào chén của người ta mút cái gì. Ôi đeo anh mình để chưa được. Nó chạm lòng tự ái luôn mà. Đúng rồi. Nóng. Nóng lắm hơi. Dạ mời. Không mà nãy giờ mày tao mà ảnh mày mày, mày đâu. Nhưng mà nãy giờ anh ta có vô cưng đâu. Cái vô mày không mày mời hoài. Ừ. Nãy giờ nước đà, nước đà. Có nước đà. Không biết sao, không biết sao. Nãy giờ tao không biết sao. Chứ nói chuyện với tao sáng rồi nói chung là ảnh vui vẻ lắm. Từ lúc mày vô thấy mặt ảnh sụ xuống. Tao không có cười nha. Lúc ba bay vô luôn, ba bay. Ba bay vô. Sáng cười giỡn lùm lum la. Đúng rồi, sáng vui vẻ bình thường. Không hiểu sao. Đừng có nói, đừng có nói tới người. Không được, anh không vui vậy. Bạn không có khách vậy. Không được, ngồi chứ đừng có nói, đừng có nói lén. Mày làm gì mày nói chuyện điện thoại anh mình. Mặt anh không thích hay gì á, tao thấy mặt quạo đó. Hỏi sao? Mặt quạo á. Gì á, anh Đa? Không phải, em không có làm gì nha. Tại vì mấy đứa nói chuyện nó nhỏ người ta kỵ, chẳng làm nó lớn vậy mà. Nào giờ đi rồi. Ừ. Không hiểu đâu, không lưng không cũng hiểu. Không hiểu tao vậy chứ hiểu. Ba này nói cái gì nó hoài mệt quá à. Lớn tiếng. Nó hoài vậy. Cho lớn tiếng. Hoài vậy. Không lớn tiếng. Nè, nói chuyện anh thì nói lớn, đừng có nói nhỏ. Nói nhỏ anh nghe anh tự ái. Nói đó mà thấy không, anh nói mày nghe không. Anh nói gì nó lại cái anh đi. Anh nói nhỏ. Ừ. Anh nói ý là nói xấu anh hay gì. Nói xấu hay gì. No. Thì thằng này nó xàm, nó xàm mà nó xấu người ta nữa. No. Nó có biết tiếng đâu rồi. Đó, lỡ nói mày nãy giờ anh mặt đó, nhìn mặt không khoái. Đó. Ba thằng luôn. Ba thằng luôn hả? Nhìn mặt có ưa không khoái. Nói với anh lại hồi về nhà nhớ nói anh lại là em tao trong tay em mới rủ chứ cái không muốn. Hồi về nhà nói lại. Anh chửi kìa mày không nghe hả? Anh nói tại sao rủ ba bay lại? Tại sao rủ ba quay lại đây chi? Anh nói vậy đó. Mày ngộ cái gì? Con bay anh nói thẳng, anh nói thẳng lắm. Đó, anh nói giờ anh ở xà quá. Tụi bay lại. Tụi bay lại tụi bay kiểu không vui được ha. Dịch. Nè, dịch nè. Anh nói nãy anh muốn đi nhậu là với 4 người thôi mà dắt ba bay lại nhìn cái mặt chướng khí quá, họ anh đập mấy ba bay luôn. Anh nóng rồi bộ. Nãy giờ vô. Nghe nói kìa. Nghe nói có hiểu rồi, không? Rồi, tao dịch nè. Mày dịch là thằng đúng. Bang bay. Cái mặt khó chịu á, biến. Tao nói đơn giản nha ơi, tại tiếng Nhật nó dài. Đó đó. Biến đi. Anh kêu thiệt á. Không sao anh ơi. Đi. Anh nói một hồi anh đập mày thiệt. Anh nói một hồi anh đập ba thằng bay thiệt. Anh nói là anh thích nhậu với 4 người thôi. Ba thằng bay vô đây nãy giờ ba thằng bay nói nhỏ nhỏ. Anh hồi anh đập cái chai lên đầu ba thằng bay. Anh nói vậy đó. Cho nói mày người Nhật là người ta lực lắm á. Ta tán một cái nào cái nấy bể đầu cái đó đó. Mày kiếm Nhật không á? Kiếm Nhật không? Anh nói biến về đây đi, tao chịu hết nổi rồi. Đó. Giữ mấy cái xe thành lại nha. Đi đi đi, tao nói cái đi đi. Anh chửi rồi. Gì cũng kêu tao lại đây chứ vậy. Về đi. Từ. Đủ vậy. Từ nãy vừa nói gì từ nãy vậy anh coi. Giờ đi. Phanh tay lại. Đưa anh về đèn về. Anh về nha. Đi đâu? Đi đâu? Anh đủ. Đi đất anh nói chơi thì đi đất anh cắt cổ luôn. Gì cũng kêu lại đây nữa. Để đi. Không đủ vậy. Từ xe nó sao mà. Nó về luôn á anh. Về đi kia cái bà. Kêu tiếng Việt. Mày đôi. Trời ơi, lắm. Trời ơi. Ôi, anh nói.
lòn, tung lòn. Dạy lớp, lớp tiếng Nhật mà. Sao anh biết nói tiếng Việt? Lung tòn, lung tòn, sao anh biết? Sao biết nói tiếng Việt? Vậy hết chơi nha. Nãy giờ chừng mới. Đó, vô leo. Vẫn ngồi nó ông. Ngồi đi, ngồi đi. Nãy giờ giỡn mới mà. Đừng nói gì. Nãy giờ cái cấp mà anh đập bàn anh nói gì anh nói rồi. Anh nếu cặp bà kêu mấy đứa đi về, cũng kêu mấy đứa thì về thiệt. À, nhưng mà trước câu đó nói chung là mấy thằng với anh với Nhã là chỉ dịch mấy đứa thôi, hỏi là cương tin gì này kia thôi. Tương tin chưa trả lời, để xem dịch. Ủa dịch sao em vậy chứ em là bị biết tiếng. Nghĩa là hỏi tên thì anh chỉ nói là toàn sang cao quá hai sao mười là anh khen cái đẹp trai lắm rồi. À, trời ơi. Những cái từ thứ xấu đâu, tụi lao, tụi lao. Đẹp trai dịch ra hình cái mặt đó luôn. Âm chị đó như là anh toàn. Anh toàn. Anh tính sang anh nói chung là nãy giờ là như là anh Tòn đẹp trai nói làm sao? Tòn sang hanh sơ mừng câu, hanh sơ mừng. 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 Chung mà anh em mình giỡn giỡn kiểu vô luôn chứ không mới hiểu được cái tiếng nè, giới thiệu mày luôn, đây là anh Đa, bản là anh tên là Takuda ở Việt Nam anh là Chim Da Da. Wow, nghe vui anh Chim Da Da, nghệ danh Chim Da Da. Tôi tên Kiên. Cái tội hồi sáng điện mấy đứa đi uống cà phê, mấy đứa không nghe thì điện không nghe máy. Rồi không có điện nha. Ê thì điện không nghe máy có gàng nha. Uống cà phê em hơn rồi em thôi vô nè. Rồi vô thiệt nha chứ. Rồi vô. Này vô có cụm đàng hoàng nha. Em uống nước suối. Cụm rồi. Nãy giờ giỡn. Nãy giờ giỡn đúng không? Lao gì? Anh nói một câu tiếng Nhật nữa. Câu gì cũng được. Ano saki karao. Trời ơi anh nói không cái mặt mày như cục cứt. Ano là không. Đó. Anh mất dạy đó. Có mất dạy đó. Lỗi gì kia? Lỗi gì? Nãy cái thái độ rồi rất là xấu nên được xin lỗi. À xin lỗi. Lỗi bời ba mất dạy. Không có xin lỗi người xin lỗi. Biết ai là Tào Lao, Phương nè, Danh nè, Giá nè, bài đầu thằng bài đầu. Chứ anh Kiên không biết gì đâu. Ảnh là hợp tác ơi. Đúng không? Sáng ba anh có đời nào kiếm nhậu rồi. Qua kiếm nhậu mà có cho anh á. Cảm ơn anh Kiên rất nhiều. Rồi nói chung là cảm ơn mọi người xem video nãy giờ mọi người. Ôi quay ăn chưa, quay ăn luôn á. Quay ăn vậy tao quay cho anh trước được không? Kiểu cho anh thôi, muốn ăn uống vậy đó. Rồi cho anh hay, hay bấm like kìa, cảm ơn Kiên rất là nhiều. Thì em có qua Nhật anh dắt em đi những cái chỗ vui vui này. Dắt mày vô tôi động tôi ra. Chỗ là cách đây xá mà. Cảnh sát luôn. Cảnh sát nữa. Cảnh sát rồi. Tôi cũng mang nha. Sáng kể cũng mang. Rồi bây giờ thì anh em mình sẽ quay một clip gọi là tâm sự với anh Kiên về cuộc sống của anh bển như thế nào. Mọi người qua kênh TV để xem mọi người. Cảm ơn mọi người xem hết video nha. Thấy hay bấm like đăng ký kênh để ủng hộ clip cho này của anh em mình nha. Giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye. Bà hết nổi sao bay kìa. Sao mặt kì vậy? Bà anh. Ê mắt dài. Con trò mặt dày. Trước khi kết thúc clip để cho dạo dịch tiếng Nhật kết thúc rồi. Ca lọc. Thôi còn những người tiếp sau thì mọi người qua xem kênh Net TV. Ok. Em mình sẽ kết tiếp với nhau. Bye mọi người nha. Cảm ơn.